Rồi Phương kính chào quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh Phương Cá Vlog. Là nó đầu tiên cho Phương xin gửi lời chào chúc sức khỏe quý anh chị cô chú. Kính chúc quý anh chị cô chú một ngày mới, một buổi trưa tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay là Phương cho mọi người xem đây, cái lồng có một cái chó nằm bên trong nè. Đây là bé Moon. Cái môn là mọi người cũng đã xem những clip trước của Phương á, là cái hôm đó là Phương có đến chỗ chị Quyên bán thực phẩm cho bé. Phương có nhận lời của chị Quyên là nhận nuôi bé môn này, là lý do là hai bạn đó là hai bạn còn trẻ, với lại công việc các bạn cũng mới lên đây mới vào phố đại nghiệp á, cho nên là nó không có thời gian để mà ở nhà chăm sóc bé đó. Rồi công việc của hai bạn á, làm tùm lum hết trơn á, các bạn làm đủ thứ hết trơn á để tranh thủ đi kiếm một chút cuộc sống mà đó, cho nên là hai bạn mới nhờ chị Quyên liên hệ với Phương để mà những bé Moon về máy ấm nuôi. Thì sau ba tháng mấy mới chỉ có ba tháng mấy thôi, thì bây giờ á thì các bạn cũng định được cái công việc, ổn định được thời gian, ổn định được cái chỗ ở, thì nhà bạn đó thì có mẹ và em bạn đó lên ở chung đó, cho nên là bạn nó thuê cái nhà rộng để cho gia đình ở chung cái nhà đó. Thì bạn ấy có nhà ý là bạn ấy có không điện cho Phương đâu, là nhờ chị Quyên mà mới cầm nói á, là nói với Phương á, là bạn ấy là muốn xin bé Moon lại, xin bé Moon lại để mà nuôi. Tại vì dù gì thì bé Moon này á, lúc trước á, là bạn ấy cứu, chứ không phải là cháu của bạn ấy cứu bé Moon và bạn ấy chăm sóc đó. Thì nói chung là ngày nào bạn cũng nhớ bé Moon hết trơn á, nên là bây giờ á, công việc ổn định rồi, chỗ ở ổn định rồi đó, mà gia đình thì cũng có người ở nhà nữa, cho nên là điều kiện chăm sóc bé Moon nó là nó ok tốt rồi. Thì bạn ấy mới nhờ Phương á, nhờ chị Quyên nói với Phương là xin bé Moon về. Thì Phương cũng lúc đầu là Phương cũng không nhận trả, không có định trả lời liền đâu. Thì Phương có nói chị Quyên là muốn cái gì á thì cứ liên hệ trực tiếp với Phương, nói chuyện với Phương chứ Phương không có thông qua ai hết trơn á đó. Thì bạn đó là mới điện trực tiếp với Phương và xin bé Moon lại, nói là bạn ấy, nói chung là bạn ấy rất là nói chuyện rất là chân thành, mà bạn ấy cũng hiền nữa đó, cho nên là Phương mới quyết định là cho bé Moon về lại chỗ cũ đó, cho bé Moon nó có điều có gia đình nó bên đó, thì điều kiện nó chăm sóc cho mình bé nó thì chăm sóc nó dễ hơn, ăn uống nó cũng thoải mái hơn ở bên đây con số nó đông, ăn uống thì nó không bằng như ở nhà, cũng không ngon như ở nhà đó, nên là Phương quyết định là cho bé nó về lại với chủ cũ của nó đó. Bây giờ là nó nè Moon về ở với chủ cũ của con nha. Thì sau khi mà Phương đưa giao Moon cho bạn đó thì Phương sẽ có cái cam kết giao kèo với bạn đó, để mọi người nhớ đón xem nha. Moon thấy mà không còn nhớ mà sao còn thấy quay clip nó ở trển nó vui vẻ với mấy đứa trển quá trời về thêm ở đang hòa nhập trển. Ừ. sao con đem nó về rồi mai mốt rồi đi làm rồi được có ấy nó được không? Có tại lúc nào cũng có người ở nhà, lúc nào cũng có người ở nhà rồi hả? Tại đi làm giờ đi làm buổi tối mà. Giờ mẹ là nở này luôn rồi hả? Dạ đúng rồi. Moon bé coi. Thì thương chăm sóc cho nó luôn nha, đừng có đem nó cho ai nữa. Được á, không nuôi nữa thì em lên em bắt về chứ. Chứ để hả nuôi nó vậy rồi, tại vì anh Phương bạn cũng tình cảm, mình nghĩ tới cái tình của con với nó đó mà cũng cho nhận lại đó. Trời ơi, thấy quay clip nó chơi giỡn với tụi kia vui vậy. Giỡn dữ lắm. Từ giờ nó về đây có mình đó là nó buồn đó. Tại sống con cũng có nhiều thôi, đừng có cho ngoại nhập với cái tụi kia trời.
mắm nó cắn lộn hay lỡ là con không biết là con dắt nó theo chứ con dắt nó đi dạo chứ con không có để nó đi mình đi mình sợ mấy con bị bắt chó tùm lum tà la nữa dễ buồn buồn vậy buồn phải buồn rồi Môn ra đây ba nè con Môn có sợ vô sách không để ra cái thì nó chạy luôn à nó để cho thằng Thiên vuốt mà nó cũng còn biết đó còn nhớ đó không nó hiền mà ủa nó hiền hả nó hiền hai vuốt cũng được mà thấy bởi vì thấy anh thấy cũng tội nghiệp thôi xuống giữ đi nhớ không hai đứa ở xa kế nhau được mấy bữa nè cả tháng nữa chứ dạ hả cả tháng rồi hả cả tháng không giờ cho nó uống nước nha dạ. Cho uống nước liền con bà coi ấy không sao kiếm cái sợi dây nào dạ không, để đậu cái đường để nó giữa đường nó thấy chó lớn mà khác rồi nó đậu nó uống dạ dạ về đi Môn về đi con tướng rồi ngày nào không nuôi nữa hay nó bị gì báo anh nha dạ em cảm ơn anh Phương nha con là coi như đặc cách lắm đó nha ê đi cái chân lên đây nè đúng rồi đó đó đúng rồi đúng rồi. Rồi chia tay Môn nha bye bye mọi người dạ rồi cuối cùng thì bé Môn nó cũng đã về đến nhà và hòa nhập với chủ rồi nha mọi người yên tâm đi rồi trong thời gian bé nó ở đây có vấn đề gì chủ không nuôi hoặc là bé có vấn đề gì thì chủ sẽ điện cho mình cho Phương để Phương mà lên nhận bé về hoặc là coi bé tình hình bé như thế nào thôi Phương Vinh dừng clip ở đây hẹn mọi người clip sau cảm ơn mọi người đã theo dõi cảm ơn mọi người rất nhiều ạ vui hả vậy vui hả ừ, okay.